người, lại là em Anh đến từ cửa hàng xe máy An Thánh Phát. Và nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một dòng xe mà Honda nhưng mà thiết kế nó nhỏ gọn và cái giá nó cũng mềm hơn một chút thì có thể lựa chọn cho em cái con Honda Beat. Ngày hôm nay em có review cho các bạn nha các bạn ơi. Và nếu như mà ví dụ như là những cái dòng xe nhập khẩu từ Indo, mọi người sẽ hơi quan ngại về cái vấn đề bảo hành của nó này. Bảo hành ví dụ dòng xe Honda thì mọi người sẽ bảo hành toàn quốc luôn, nhưng mà dòng xe nhập khẩu ấy thì chỉ bảo hành tại cửa hàng thôi. Thì mọi người có thể tham khảo sang những cái dòng Honda, ví dụ Honda Vision. Ngoài Honda Vision ra thì có thể chọn cho em con Honda Beat. Tại sao? Bởi vì giá của nó cũng cạnh tranh với Honda Vision. Hai dòng xe Honda Beat và dòng xe Honda Vision là hai dòng xe đối thủ cạnh tranh đáng gần của nhau nha các bạn. Và Honda Beat thì cái thiết kế của nó cũng sẽ nhỏ gọn hơn. Và em thấy rằng là Honda Beat nó không hề kén người đi, không hề kén lứa tuổi, không hề kén giới tính luôn nha các bạn. Đặc biệt là ngày hôm nay thì em Mai có review cho các bạn một cái màu sắc, đó là màu trắng ngọc trinh. Tem của nó sẽ là tem đỏ này mọi người. Cái thiết kế, cái pha lẫn giữa màu sơn này, màu sơn xe này nhìn nó rất là sang. Và cái tem của nó sẽ là tem đỏ, nhìn rất là sang đúng không các bạn. Và giá hiện tại của em Honda Beat này cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có 27 củ thôi nha mọi người, 27 triệu đồng thôi. Thì giá này Mai đã bao VAT, không phát sinh một chi phí nào nhá. Nếu như mọi người chọn Honda Vision nhưng mà giá của nó cũng sẽ hơi cao một chút, nó hơi cao so với Honda Beat thì có thể chốt đơn cho em con Honda Beat này nhá. Bên em thì có hỗ trợ trả góp, thủ tục thì chỉ cần là căn cước công dân gắn chip thôi. Nếu như mà mọi người có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế nữa thì càng tốt. Và em hỗ trợ là không cần trả trước dòng xe này luôn. Và bên em thì có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc trên 63 tỉnh thành. Nếu như mọi người kỵ với màu đen, màu trắng đen, mọi người không muốn chọn màu trắng đen thì có thể chọn cho em những con màu sơn 3D như những video trước em có lên. Hoặc là bên em có độ màu sơn theo cầu nha mọi người. Độ màu sơn theo cầu thì bên em có bao trầy xước, bao bóng chóc cho các bạn, bao trầy xước, bao bóng chóc cho mọi người luôn nhá. Bảo hành màu sơn 3 năm tại cửa hàng luôn nha mọi người. Và đặc biệt là khi mà độ màu sơn 3D thì em có phủ một lớp nano bảo vệ màu sơn cho các bạn, nên mọi người cứ yên tâm nhá. Và bên em thì có hỗ trợ ship xe toàn quốc trên 63 tỉnh thành luôn, có thu xe cũ đổi xe mới. Nếu như mọi người ở miền Bắc, miền Trung gì, thường thì em thấy những cái cô chú, những anh chị ngoài Bắc thì hay thường hỏi con Honda Beat này rất là nhiều luôn. Và em cũng đã bán rất là nhiều, ship rất là nhiều Honda Beat rồi, nên là nếu như em biết rằng là ở ngoài Bắc thì có thể là cũng có đấy, nhưng mà nó sẽ rất là hiếm. Nên nếu như mọi người ở miền Bắc mà muốn chốt đơn của em xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên alo cho em qua số điện thoại hotline Zalo là 0325333789 để em tư vấn này, em hỗ trợ mọi người hết sức mình luôn nhá. Và mọi người chỉ cần cọc giúp em từ 1 đến 2 triệu đồng trở lên thôi, và số tiền còn lại thì khi mà nhận xe kiểm tra đầy đủ mọi người chuyển khoản giúp em là được. Đặc biệt là những anh chị em nào từ xa ghé qua An Thành Phát mà có liên hệ đặt lịch trước với em Mai còn được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe và combo quà tặng lên tới 4 triệu đồng nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của em, và nhớ like cho em Mai xin một lượt subscribe và một lượt tin ha. Xin chào.